Sammy Thịnh Phát xin kính chào quý khách. Hiện nay, việc sử dụng đông trùng trở nên phổ biến và đông trùng hạ thảo dạng viên đang được ưa chuộng nhờ tác dụng vượt trội và sự tiện dụng mà nó mang lại. Tuy nhiên, nên chọn loại nào phù hợp để sử dụng cho bản thân hay làm quà tặng sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Trong video này, Thịnh Phát sẽ giới thiệu chi tiết về tác dụng của viên đông trùng hạ thảo cũng như gợi ý một số sản phẩm đã được khách hàng đánh giá cao và tin dùng. Đông trùng hạ thảo được chế biến ở dạng viên sẽ đem đến những sự tiện lợi khi sử dụng, dễ dàng mang theo mọi lúc mọi nơi. Mỗi ngày chỉ cần uống trực tiếp số lượng viên nhất định theo hướng dẫn của nhà sản xuất cùng nước lọc mà không cần chế biến, phù hợp với những người bận rộn làm việc tại văn phòng hoặc thường xuyên đi công tác xa. Đồng thời chúng kéo dài thời gian sử dụng cũng như bảo quản sản phẩm. Ngoài ra, viên đông trùng hạ thảo có thiết kế bao bì sang trọng, thích hợp làm quà tặng sức khỏe đến cấp trên, đối tác hay người thân. Đây là những lý do vì sao đông trùng hạ thảo dạng viên ngày càng được ưa chuộng. Đông trùng hạ thảo dạng viên mang đến những công dụng cho sức khỏe như bổ cơ thể, nâng cao miễn dịch, hỗ trợ cải thiện hô hấp, bộ phổi, ngăn ngừa suy nhược thần kinh, ổn định nhịp tim, ổn định huyết áp và cải thiện các vấn đề tim mạch, cải thiện chức năng thận, tăng hấp thu dinh dưỡng, giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn, tăng cường nội tiết tố nam và nữ giới trung niên, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa tế bào, làm đẹp da. Thịnh Phát xin gợi ý một số sản phẩm đông trùng hạ thảo dạng viên chất lượng đang được rất nhiều khách hàng tin dùng như viên đạm hồng sâm nhung hưu linh chi đông trùng hạ thảo Insam Hàn Quốc 120 viên, viên đông trùng hạ thảo Hàn Quốc hộp 120 viên, đông trùng hạ thảo Cordyceps 950 của Mỹ hộp 90 viên, viên đông trùng hạ thảo Hàn Quốc hộp gỗ 60 viên. Để tìm hiểu thêm nhiều sản phẩm đông trùng hạ thảo dạng viên chính hãng sang trọng, sử dụng cho bản thân hoặc làm quà tặng, quý khách có thể truy cập vào website nhansamthinhphat.com hay gọi điện thoại hoặc nhắn Zalo đến hotline 0907799988 để được tư vấn. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.